Chào anh em nhá. Công trình là cũng ok rồi, ổn rồi. Đang cùng anh em chặt hết toàn bộ khung viên này cho nó sạch sẽ, gọn gẹp. Tất cả những dòng cây si, cây đa, cây đề này dọn cho nó sạch sẽ. Không để lại một cái khung viên bây giờ thì các bạn đã nhìn trong một thời gian ngắn là nó đã đẹp rồi. Bây giờ nó đã ok lên hình rồi. Bây giờ đang cạo sơn bả hết lại, xử lý hết lại toàn bộ từ trên mái xuống mái, sơn đắp lại và đang làm cấp tiết. Bây giờ đang chát này, chát hông này, chát hồi này, chát cả bên hông bên hồi, đang xử lý lại hết toàn bộ. Đang làm chỗ này là một cái bàn thật đẹp. Chỗ này là một cái bàn xi măng úp lấy thân gỗ này để làm chân. Chỗ này làm bàn để sắp lễ. Đây là khuôn viên của mình đã xử lý. Về cơ bản thì nhá. Đây. Hello anh em, chỗ này mình cửa này, chỗ này mình sẽ làm cửa cuốn ngoài này, trên là hút gió, dưới là hút gầm, mặt tiền này là mặt hồi của hai bên hông là đang chát lại và bó, hai bên này sẽ để cho hai ông rồng, cô Quỳnh xin công đức và một số anh em đã công đức thì đã có sản phẩm mua rồi. Bên này là mặt nguyệt, hai cái bước mặt phù, trên này là một bước một biển hiệu đấy của đàn đã xử lý cấp tiết. Ngoài đây là hành lang, mặt tiền này mình đã xử lý xây lại toàn bộ cái khuôn viên hành lang, khuôn viên đây đã được xử lý và bây giờ là đang làm cho nó gọn vào, đắp điếc sơn sửa chát vả lại toàn bộ cái khuôn viên này cho thật đẹp và sạch sẽ gọn gẹp. Bây giờ các bạn đã nhìn thấy là rất là sạch sẽ. Em chào chị Vivasa nhá. Ngon rồi anh ạ. Mọi việc là cũng êm xuôi rồi, khởi công rồi. Mỗi tội là hết kinh phí thôi. Từ hôm lọ hôm nay là khởi công là cũng rơi gần 80 triệu rồi. Gần 80 triệu rồi. Ngày mai mình sẽ đi rút tiền. Bởi vì hết kinh phí rồi. Mình đi hết 80 triệu ở đây rồi. Mua mới là sắp xếp cho anh em mọi việc. Lẩm cẩm mỗi thứ một tí. Bây giờ là sẽ phải... vay thằng em trai mình 50 triệu nữa là dồn vào đây. Là hơn 100 triệu là chắc là xong. Bây giờ là còn ban thờ, bát hương, dây điện, đồ thờ và toàn bộ những thiết bị, camera. Đấy, mình sẽ lắp vào đây. Bát hương là có bên anh Trung Lỗ là sẽ đứng lo hết cái việc bát hương, anh thầu hết. Còn ban thờ của hai ban này, hai ban ông Hổ. Hai ban, một bà Lữ Tướng Lê Trân, một bà Công Chúa Quỳnh Hoa. Thì là hai ban thờ này phải xử lý cả hai ban này. Và ban thờ ông Hổ là còn, tức là còn 4 ban thờ. Đấy, là còn chưa lo được. Đấy, và cái cửa này là cửa inox. Mình làm thì chắc nó mất mấy triệu. Ok, cảm ơn anh trai. Cảm ơn nhá, chào Luyện nhá. Chào anh Cơ nhá. Và chiều nay mình đi mua gạch lần. Gạch lát lần này là lát toàn bộ gạch lần này. Chiều nay bắt đầu mình mua. Đây là gạch lèn này. Đó, mình mua hết toàn bộ gạch lèn này. Trước mắt gạch lèn, trong gạch lèn, ngoài sau. Lèn ngoài lèn đỏ, lèn trong lèn ấy. Có thấy hiện tượng gì chưa? Chân đi lạnh toát chưa? Đang bắt đầu. Chỗ này là hai ông rồng. Ở đây ông voi ở giữa. Cho ông voi đẹp một tí. Xong rồi chân này đã chiếu nghỉ, đổ bê tông. Đổ bê tông đến tầm này thôi. Chạy vào xuống dưới kia, mở rộng. Chỗ này là mình ốp, mình sẽ láng gạch, vữa rối, vỗ nó vào. Xong rồi ốp mặt xi, làm mặt lổi. Đấy, làm toàn bộ từ trong ra ngoài. Đang ép tiến trình công trình này trong vòng 5 ngày nữa phải xong. Cố gắng hôm nay là mùng 7 rồi, 5 ngày nữa đến 12. Nên là phải xong xuôi hết mà. Tượng thì chưa làm được, bắt đầu mai tôi mới vẽ tượng. Trong đêm nay có thể tôi đi Hà Nội. Hôm qua đã xong rồi.
Cảm ơn anh em về công trình này cũng đang ép, bởi vì kinh phí bây giờ nó cũng rất là khó khăn. Cố gắng làm cho nó thật xong, bắt đầu là đi về miếu miếu Nghệ An. Miếu Nghệ An xong bắt đầu là quay ra miếu Đúng Ngục. Miếu Đúng Ngục xong xuôi là về phủ Long Đức làm lốt. Phủ thì chỉ cần trong vòng một tháng là xong. Nhưng mà vấn đề là cơ quan chính quyền nó chưa cho, nhưng mà đang đợi thời điểm này cho nó êm xuôi. Em sẽ làm đầy đủ hết. Cũng mong muốn làm sao mà những đôn khuôn voi của bà thì đưa vào cho nó đẹp. Những đôn khuôn voi trông nó hình thức một tí. Đấy, mong làm sao bà tạo điều kiện cho bách gia trăm họ rồi con cái của bà xa gần thì mọi việc thì được êm xuôi, đầu xuôi đuôi đọt anh ạ. Làm hai voi to thì ok, để tí em sẽ xuống em xem hai đôn voi to thì mua hai đôn voi to. Hai đôn voi to cũng phải rơi vào tầm 7 triệu hai đôn đấy. Đang cố gắng. Hệ thống điện này sẽ phải xử lý hết. Anh ơi, 4-3 cái lỗ thông ở trên này nhá, thông thủy này, thông thiên này phải đục hết nhá, 4 lỗ này là chít hết vào. Chít hết, đừng để làm gì, để ai để giờ hơi. Tất cả hết 80 triệu rồi, hoàn thành cái miếu này là rơi vào tầm 180 triệu. Phải tất mất vất vào đây 100 triệu nữa thì mới êm. Phải bỏ vào đây 100 triệu nữa thì chỗ này mới đẹp long lanh. 100 triệu nữa thì chỗ này mới thành hình được. Chứ bây giờ là hết 80 triệu rồi. 150 triệu, 180 triệu gì đây, đây nó mới yên được. Nhìn nó mới đẹp được. Thôi cố gắng thôi. Chăm sự là sẽ làm để phục vụ. Những ai mà công quả công đức của bà thì đều được ghi danh tên tuổi hết rồi, cũng không có no gì cả. Những cái này của đền chùa thì cũng không ai dám động vào cả. Việc gì đúng, việc gì sai phải làm cho đúng trách nhiệm. Không đúng trách nhiệm thì mình nói. Ướt lắm. Ướt nó chảy con mắt rồi. Không hút rồi. Em chào anh Lam nhá. Chào đại ca Lam nhá. Đại ca Trung, đại ca Lam là xin thầu hai bát hương hai bên rồi. Mấy ông hổ rồi. Bây giờ là chỉ còn cái quốc huy nữa. Trên mặt chát hai bên hồi. Chát ban hồi xong rồi để con giống vào. Để các phù điêu vào. Phù điêu thì bây giờ nhìn hiện trạng bây giờ và hiện trạng lúc đầu nó khác nhau trời vực rồi. Nhìn nó đẹp rồi. Rất là ok rồi. Hiện trạng bây giờ và hiện trạng lúc đầu thì nó chênh nhau một trời một vực. Bây giờ đi lấy gạch thôi. Ok, cảm ơn anh em. Mình đã dòng rồi, cánh rồi. Bây giờ là sơn nữa. Bây giờ là sơn nữa, sơn ngoài trời nữa. Sơn ngoài trời, lấy sơn ngoài trời, sơn hết vào đây. Sơn xuôi xong bắt đầu là làm tiếp. Anh ơi, cái mi này ép ghép lá khế nhá. Ghép loạt lá khế. Cho lá khế. Lá khế ở trên cái mi này. Đục cái xà giữa đi. Dạ. Ok, cái trần trên cơ, cái mi ở trên cửa cơ. Đấy. Cho lá khế vào. Còn cái đấy ở tí em xuống dưới kia anh ạ. Tí em xuống dưới kia em xem là có một cái bạo nào không thì mua luôn một cái bạo đấy, úp vào đó là xong. Tôi đêm qua xong công việc rồi, Quảng Ninh rồi, bây giờ là tôi có mặt ở Hải Phòng thôi. Hải Phòng thì bây giờ tôi đang lo cái việc của bà cho xong, chắc là ngày hôm nay ngày mai là tôi phải đi Hà Nội. Em đang hoàn thiện mà. Phần đục hết ra thì cũng đã lo xong rồi, bây giờ phần thì còn nham nhở thôi, đang hoàn thiện lốt cùng anh em phủ đang cấp tiết. Thời gian nó không còn nhiều. Cuối năm rồi, năm hết Tết đến rồi. Bó được hết tường rồi. Cào tường ra, bó hết tường rồi. Các thợ cũng rất là nhiệt tình. Các anh thợ này là anh ấy bị ở nhà thì anh nó mắc bệnh cũng nói thật anh em là chơi bời. Thế một lần giao thông không đi bao với bạn đồng giới, ông bên cạnh cũng bị. Hai ông ấy rồi mới bị với nhau. Ông bên cạnh còn nặng hơn. Nhà anh à?
phủ định và khẳng định như thế nào, vỗ ngực như thế nào, cố gắng. Đấy, đang chat liêng. Chỗ này sẽ lắp camera đầy đủ hết, không thiếu một chương trình nào cả. Camera đầy đủ, hệ thống điện thông minh, nhưng đi lỗi không đi chìm nữa. Sau này đi chìm thì rất là khó xử lý, nhưng đi lỗi thì nó rất là tiện, xử lý rất là đẹp. Và sau này mọi việc mọi bề nó ok, chứ đi chìm thì sau này nó phiền lắm. Tôi sẽ quyết định đi chìm, đi lỗi hết, không đi chìm nữa. Xấu một tí nhưng nó chắc, bền, an toàn, không đi điện chìm nữa. Điện chìm ở đây rất nguy hiểm, hệ thống điện đóm đây rất là tệ. Tôi đang mua tầm 3 cuộn dây, 5 cuộn dây 0.75, 5 cuộn dây 0.75. Bạn nào mà có loại dây 0.75 giá bình thường thôi, bình ổn thôi, một cuộn ly rưỡi, một cuộn dây ly rưỡi, một cuộn 0.75, 5 cuộn 0.75, một cuộn ly rưỡi. Thì bạn nào làm về dây thì báo tôi ấy nhá, báo giá order tôi tí, vì tôi đang cần. Và mua ít dây led thắp sáng ở đây, dây led xanh này. Đấy, hệ thống led viền này, chạy viền đôi bên này, hệ thống led xanh này. Tôi sẽ xử lý hết toàn bộ khu vực này lại, ngót kiềm lại, xong bắt đầu sơn sửa lại. Còn chỗ này sẽ đóng bàn, xây và đóng bàn đàng hoàng hết, xử lý bàn cho đẹp, đặt cái bàn xi măng lên đây, úp lên đây bắt đầu là để làm cái bàn xi măng. Còn chỗ này là tôi sẽ đổ bê tông từ trong đáy này ra ngoài này đó. Và chỗ này ngoài này tôi ghép gạch vỉa hè, ghép gạch vỉa hè là loại này, bánh vữa rối lên, xong bắt đầu tôi xiết, tôi úp lăng này rất ok luôn. Cái này đấy, tôi úp gạch vỉa hè vào cũng ngon mà. Mong là có sự giúp đỡ bà con anh em ủng hộ tí. Chỗ này là tôi sẽ làm mấy cái đèn, 1, 2, 3, 4 cái đèn nữa. Đèn này tôi sẽ đưa cái đèn đăng vào đây, bó vào, xong bắt đầu tôi đặt cái đèn cột vào đây, cho 4 cái bóng đèn nhỏ nhỏ vào đây, vào cái ổ điện đi từ trong này, đi từ trong kia, một đường điện ra ngoài này, để có ổ điện, nếu thắp sáng thắp xiếc là có ổ điện, bật bóng điện đây là nó sáng trưng luôn, sạch sẽ gọn gàng đầy đủ hết, không thiếu thứ gì. Hệ thống điện đây điều khiển qua điện thoại hết và camera. Cố gắng thôi anh em ạ, bởi vì tôi cũng xin cầu mong làm sao mỗi người một đi một tay giúp nhà đèn một chút, bởi vì nhà phủ bây giờ đang rất khó khăn, làm nhiều công việc. Anh em ạ, tôi đi đến đâu làm đẹp đấy, kêu gọi công đức công quả tam bảo cho đèn chùa này chúng ta lên làm. Đời người những việc này mà không làm thì chúng ta chả làm để làm gì nữa. Sống để làm cái gì nữa. Xây đình, xây đền, xây chùa thì chúng ta lên làm. Bởi vì những cái việc này là cái việc nghĩa hiệp, đẹp đời đạo đức để lại, gọi là đời sau con cháu chúng ta được hưởng. Không có gì chúng ta phải ngại cả. Lên làm. Cũng rất là cố gắng luôn, bởi vì cũng đang sơn. Tầm này là sơn nữa. Sơn vào nó xong úp lèn thì bắt đầu là từ ngày mai, bắt đầu là úp lèn rồi. Mai trong sáng ngày mai chát xong, chát ngoài xong, là hôm nay là chát trong, chát ngoài, hôm nay chát trong và chát ngoài luôn anh nhở. Đấy, chát trong chát ngoài và ngày mai là đi lèn luôn. Sáng mai bắt đầu là úp lèn, lèn thì đầm lèn, úp lèn, úp gạch men luôn, xong bắt đầu là xử lý toàn bộ hết khu vực này. Nhưng mà sai đâu thì xử lý đấy, hỏng đâu thì xử lý đấy, triệt để luôn. Thì cũng thời gian nó không còn nhiều nữa cả. Bật phút đã được lắp đầy đủ hết. Em chào anh Trung Lổ nhá. Chào đại ca Trung Lổ, tinh trùng đầy tự tràn phi đường lỗ mũi. Đại ca nào về, đại ca anh Lam về làm lễ nhá. Hai anh về làm lễ nhá. Cố gắng. Chỗ này qua tay của phủ thì đã dọn gọn gẹp toàn bộ khu vực này, chặt hết toàn bộ cây cối.
Nguyễn Đức Nhận, cảm ơn anh Nguyễn Đức Nhận nhá. Nguyễn Đức Nhận. Cảm ơn anh Đức Nhận. Cái này ủng hộ nhà đền thì tất cả tiền của nhà đền hết. Xây chùa tô tượng đúc chuông ba công đức đấy các bạn lên làm, lên làm. Tức là duyên ra kỳ ngộ, duyên ngộ kỳ tài, mà duyên ra chúng ta lên làm những việc mà công quả công đức này được bao nhiêu, giúp được phần nào nhà đền nhà chùa thì cũng là lên ủng hộ thôi, cũng không vì bất cứ tư lợi cá nhân điều gì, và cũng mang một cái lợi tức chung của lợi tức của tổng thể của tất cả bà con. Xây ra đây không phải để cho riêng của phủ, mà xây ra đây là cho cộng đồng đến thắp hương. Người công đức đây không ai ép buộc ai một cái điều gì cả, mà là để tự nguyện. Tự nguyện là như thế nào, là chúng ta tự lòng để chúng ta làm với nhau, không ai ép ai, không ai kêu ai và không ai trách ai cả. Cảm ơn Phùng Chí Đức nhá. Ok, mình làm được nói làm ngay mà, dù rất khó khăn lúc này, cả 100 triệu bỏ ra thì cũng không phải là nhỏ, nhưng mà ngoài ra thì cũng mong muốn là một phần nào đó cùng anh em, bởi vì trong đó có anh Nam, anh Trung, anh Hào, là ba ông anh tôi cũng rất là ủng hộ tôi, và một số anh em chị khác, mà chị Thắm nữa, và một số các chị khác nữa, tôi cũng không tiện nói tên vì các chị lớn không muốn nói tên. Thì các chị muốn là tôi làm nốt những cái công trình này cho xong đi, đừng để nó tồn đọng một cái gì trong năm nay. Thì các anh chị cũng nói tôi rất là nhiều, là rất là thương Đức, Đức vất vả. 100 công nghìn việc đều đến tay cả, thì làm đến đâu khó đến đâu thì các anh chị hỗ trợ cho thêm một phần kinh phí để mà làm. Tại sao vừa rồi là kéo dài mất tháng, vì lý do là kinh phí các bạn, chứ không phải là một cái gì cả. Đây đang xử lý lốt nhà đền. Tất nhiên nó bé thôi nhưng nó sẽ là đẳng cấp, bởi vì nhà đền đây nhiều những cái cũ của những chủ cũ làm nó lộn xộn rồi, nó không đâu ở đâu cả, nó sai sách á. Bây giờ mà dạ cái gì hả? Ok, có rồi, con đi nghe. Đây là nơi của mẹ Quan Âm, rất là ok luôn. Toàn bộ công viên đây cũng là sạch sẽ gọn gàng, làm cho nó sạch sẽ. Điện đóm đây gia chủ làm cầu thả rồi, nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cầu thả luộm thuộm thì không chuyên thợ, không chuyên làm nên là nó rất là đấy. Ngay tôi chặt 3 cây thông to đây tôi chặt đi, 3 cây thông to cao tầm 7-8 mét, 8 mét, 9 mét tôi chặt đi cho nó gọn. Cảm ơn chị Vivasa nhá. Cảm ơn chị Vivasa. Ai có số tài khoản của Phố Nước thì ghim hộ tôi vào đây cao. Cảm ơn chị Vivasa. Không gian đây rất là rộng lớn, bởi vì chung tay công sức giúp nhà đền một tay. Nhà đền đang nhà đền thì bây giờ rất là khó khăn này. Có một bác gái trồng đền rất là khó khăn. Đâm mà tôi muốn là làm một cái gì đẹp đấy để lại cho đời. Mà hai nữa là Lữ Tướng Liên Chân là sinh ra cái đất Hải Phòng này, là người khai sinh lập địa ra cái đất Hải Phòng này, đâm là người có công. Ba đền của bà thì rất là đẹp, nhưng tại sao đền thứ tư lại xấu như thế này? Chính vì thế bà thần mộng cho tôi báo được để đi làm. Trong quá trình đi làm thì lúc này hoàn cảnh khó khăn, nhưng thôi, cái việc khó khăn là việc khó khăn. Cái việc hứa mà làm là làm, chứ không thể là cứ khó khăn mà lại kéo dài năm nay sang năm khác được. Nên tôi quyết định cùng với anh em ở phủ, xa gần các anh lớn chị lớn cùng nhau làm. Các bạn ạ, cái ngôi miếu này bây giờ thì các bạn nhìn có thể nó nham nhở, nhưng so với mấy lúc đầu thì các bạn nhìn nó khác nhau một trời một vực. Nhưng cứ yên tâm đi, từ giờ đến tối là từ giờ trong vòng 5 ngày nữa nó sẽ đẹp. Bây giờ là tôi sẽ đi mua thêm những đồ mới về làm đẹp nơi đây cho nó xong, để hoàn thiện công trình. Chào Quỳnh Nguyễn nhá, cố gắng mà, để làm được một cái này nó là kỳ công lắm. Cảm ơn Nguyễn Sức nhá. Ok, cảm ơn tất cả anh em. Số tài khoản tôi đang ghim đây nhá là Nguyễn Hoài Đức. Mã số tài khoản là 10700226583 Vietinbank chi nhánh Hải Phòng. 0374375999. Tôi Nguyễn Hoài Đức nhá, chủ của Phủm Đức. Đấy, cái này tất cả những cái tiền này là nếu như ai giúp đỡ như nhà đền, ủng hộ giúp đỡ cho nhà đền thì thêm một ly một like.
giúp đỡ cho nhà đền để làm cho bà con. Hôm nọ, từ hôm nọ khởi công bây giờ là hết 80 triệu rồi. 80 triệu rồi mà bây giờ mà đi vào phần hoàn thiện phải mất 100 triệu. Tổng mà hoàn thiện hết chỗ này là phải 180 triệu mới hoàn thiện xong ngôi đền này. Ngôi đền Bà Lê Chân này. Tuy nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ đẹp. Tôi nói anh em, nếu như anh em là có duyên về Kiến An, về Hải Phòng thì tôi đưa sang bên này. Mỗi người chung tay góp sức, một công một quả, một ly một like, giúp đỡ cho nhà đền. Bởi vì tôi cũng được nhài báo và cả phủ quyết định là làm. Cũng là đây là việc xứng đáng. Thực sự đây là một việc xứng đáng lên làm. Làm và lên làm thì đây là đúng là cái việc lên làm. Không có gì phải suy nghĩ gì cả, phải lăn tăn gì cả. Tôi không có cái gì khái niệm là phải lăn tăn hay là phải suy nghĩ hay là đắn đo do dự một cái gì. Không bao giờ tôi phải ngăn ngò đắn đo do dự một cái gì hết cả. Thực sự là như vậy. Rất là ủng hộ luôn. 80 triệu rồi mà. Bởi vì bỏ đây 80 triệu trong đó là một lửa là của các anh chị nhà tôi bỏ ra đấy. Giúp đỡ tôi trong lúc này đấy. Một phần còn lại là của tôi, còn một phần lại là của một số các bạn công đức công quả đều ghi hết sổ sách mà dâng đây bao nhiêu. Cái số tiền bây giờ một ly một like giúp vào nhà đền, nó là cái việc chúng ta nên làm, trách nhiệm, nghĩa vụ. Còn chúng ta có tâm, có tầm giúp được bao nhiêu đó là quyền của chúng ta, lo được bao nhiêu. Còn với anh em sống sao. Ô bố ơi, cái dây này nó bị đứt rồi kìa, cái xa dây kìa. Tí phải lôi cái dây lên nhá, bắt vào cái đường kia. Cái dây này, đường dây nó hở đấy. Nhá. Cái này nước hồ bây giờ cẩn thận có điện đấy. Ở đây thằng nó chết thành bao công rồi. Tôi rất cố gắng. Việc này là việc chung của quần thể. Tất cả bà con mọi người, mỗi người một tay một chân, một công một việc, sức lực chúng ta dồn vào. Ai có nhiều thì công đức nhiều, ai có ít công đức ít. Ai không có thì góp sức góp của, góp công. Đôi phần thôi, không nhất thiết là chúng ta cứ phải là có quà, có công thì chúng ta mới kể được. Không nhất thiết. Đừng lặng lè quá, nếu lặng lè quá thì nó rất là lặng lè. Còn nếu không lặng lè thì nó chả có gì là lặng lè cả. Đó là cái duyên của chúng ta làm. Còn cái việc ngày hôm nay chúng ta làm đây là để cho những việc mà phước đức con cháu xây đình chô, xây đình tô tượng đúc chuông ba công đức đấy, thập phương lên làm, chúng ta lên làm mà. Còn ai nói gì kệ, điếc không quan tâm, đừng quan tâm mà để ý những gì người ta nói. Mà những gì chúng ta đang làm đó là những cái để lại đời, để lại con cháu chúng ta được hưởng. Nên là các bạn đừng phải lăn tăn một cái gì. Tôi cũng không lăn tăn. Khó đến mấy tôi vẫn làm mà. Mình không chỉ các bạn phải lăn tăn làm gì, các mệt đầu. Nếu như mà các bạn đi làm những việc công quả mà phải lăn tăn, được gì mất gì thì các bạn sẽ không bao giờ thành đạt. Không bao giờ thành đạt được. Không thể thành đạt được. Nếu như mà lăn tăn, còn nếu như các bạn mà không lăn tăn thì các bạn nên làm. Tôi thế thôi. Tôi tại sao tôi không tiếc gì kìa. Ăn bao nhiêu cũng hết, tiêu bao nhiêu cũng hết. Tiền sao tôi không tiếc. Bởi vì tôi biết là cái định mức của tôi đến lúc thời điểm nào. Còn hôm nay không có, ngày mai có, không chết được. Các bạn có hiểu không? Hôm nay không có, ngày mai có, không chết được. Thế nhưng mà nhân cách con người mà không đàng hoàng thì chúng ta sẽ không bao giờ yên ổn được. Đấy là tôi nói, nhân cách con người nó quan trọng lắm. Tướng cách và nhân cách con người nó cực kỳ quan trọng. Chào anh em và chào bà con. Bạn nào mới tự báo vào nhá. Sông là có khúc, người lúc lọ lúc kia. Tâm mình là chính, lòng mình là chính. Đừng để cho nó sao xuyến. Đừng để ở vần độc là được. Làm đây làm cho thiên hạ. Tôi làm đây cũng làm cho bá tánh thiên hạ. Chứ không liên quan gì nhà tôi cả. Không có liên quan gì trong gia đình nhà tôi hay của nhà tôi, họ hàng con cháu nhà tôi, anh em nhà tôi ở đây cả. Toàn người dưng nước nã hết. Làm cho bà con. Bởi vì cái gì nó mà thuộc còn thiếu sót thì tôi làm thôi. Chứ còn không mang mục đích tư lợi gì trong chuyện này. Nhất quyết của quan điểm này. Chào anh em nhé. Tôi xin phép anh em. Cũng lo công lo việc, lo đến đâu thì nói như vậy. Xong việc rồi thì thôi.
giờ tôi đi mua gạch để làm lèn cho miếu, mua gạch ốp lát lèn cho miếu toàn bộ nữa. Nếu như anh em mà có điều gì thì hãy nhớ số tài khoản của Phùng Đức là Nguyễn Hoài Đức, không có số tài khoản thứ hai đâu nhé. Chào anh em tắt live stream. Cái này thì luôn và ngay chứ không cần phải đợi